Công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Quý Tiến, khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ cho biết, đơn vị quyết định miễn toàn bộ phí vận chuyển và xử lý rác thải cho các khách sạn đang phục vụ khách cách ly tập trung có thu phí. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 8. Quyết định trên của công ty môi trường Quý Tiến nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về chung tay sẻ chia khó khăn, thể hiện trách nhiệm cộng đồng trong công cuộc phòng chống dịch. Toàn tỉnh hiện có 14 khách sạn phục vụ khách cách ly tập trung tự nguyện có thu phí. Rác thải từ các khách sạn này được xếp vào nhóm chất thải y tế. Theo khảo sát của Sở Du lịch, có khách sạn phải trả từ 100 đến 120 triệu đồng một tháng cho khâu xử lý rác thải. Do đó, việc đơn vị thu gom xử lý chất thải miễn phí, khâu vận chuyển, xử lý rác thải cho các khách sạn này là tin vui, đồng thời cũng là căn cứ để Sở Du lịch đề nghị các khách sạn tính toán hạ giá dịch vụ phục vụ khách cách ly.